Sau nhiều năm nghiên cứu và áp dụng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp vào thực tiễn, ông Tống Văn Hướng ở xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng đã thành công với sự lựa chọn của mình. Đó là thành lập trang trại sản xuất kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt nhằm bổ trợ cho nhau để phát triển kinh tế. Ông là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của tỉnh Bình Dương trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế trang trại bởi đất đai màu mỡ, khí hậu và thời tiết ôn hòa. Từ năm 1993, ông Hướng quyết định chọn vùng đất này để khởi nghiệp, từ những cây trồng ngắn ngày đến những cây trồng lâu năm như tiêu, điều, cao su và hiện nay là cây ăn trái. Là người dám nghĩ, dám làm, cộng với niềm đam mê và tâm huyết với nghề nông, biết lấy ngắn nuôi dài, cứ thế trang trại nhà ông Hướng liên tục phát triển từng năm. Sau khi trang trại cây trồng đi vào hoạt động ổn định, ông Hướng đầu tư thêm trại gà, trại heo để có nguồn phân bón hữu cơ ổn định cung cấp cho cây trồng. Những năm đầu mới tập tành chăn nuôi, do thiếu kiến thức và kinh nghiệm làm nông còn hạn chế, nên nhiều lần ông Hướng phải lao đao với con gà, con heo. Nhờ chịu khó học hỏi nên một thời gian sau, các mô hình chăn nuôi bắt đầu cho hiệu quả kinh tế. Từ năm 2003, ông Hướng mạnh dạn đầu tư trại lạnh để chăn nuôi nhằm kiểm soát được dịch bệnh, vật nuôi trong điều kiện thích hợp sẽ tăng trưởng tốt, sức đề kháng bệnh cao, hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh. Từ một trại ban đầu đến nay, ông Hướng sở hữu đến 7 trại gà, 2 trại heo với tổng đàn vật nuôi lên đến hàng chục ngàn con một lứa. Nhờ cách làm này mà ngoài nguồn thu nhập từ đàn gà và heo hàng năm, trang trại còn tiết kiệm hàng trăm triệu đồng từ nguồn phân hữu cơ bón cho cây trồng. Nhiều nông dân ở địa phương đã áp dụng theo mô hình này, thấy rất hiệu quả. Sau gần 30 năm lập nghiệp trên vùng đất mới, gia đình ông Hướng đã mở rộng diện tích trang trại của mình lên hơn 60 hectare với đủ các loại cây trồng và vật nuôi cho giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, ông còn hình thành một khu vườn trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp rộng hàng chục hectare với các loại cây có múi như cam, quýt, bưởi, sầu riêng. Mỗi năm, kinh tế trang trại của gia đình ông Hướng mang lại nguồn thu nhập bình quân từ 6 đến 8 tỷ đồng. Đạt được cái kết quả nhất định như ngày hôm nay, thì đối với bản thân tôi thì cũng là phải trải qua rất nhiều cái gian truân, cực khổ, vất vả, mồ hôi và nước mắt kèm theo, cộng cả thất bại nữa. Thì để mà khởi nghiệp từ cái năm 1994, khi vào đất Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương này, thì gia đình tôi cũng chỉ vỏn vẹn có 800.000 đồng. Thế nhưng mà với cái sự nỗ lực, phấn đấu, không mệt mỏi chính của bản thân và gia đình, cộng với cái tư duy sáng tạo, và nhất như ngày hôm nay nữa thì cần có cái tri thức nông dân. Nam nông dân trong thời hiện đại này thì phải am hiểu được khoa học kỹ thuật và phải có cái sự hiểu biết và tìm tòi học hỏi. Học ở bản thân, học ở anh em, bạn bè, học ở thầy, học ở trường, ở lớp vẫn chưa bao giờ đủ cả. Chính bản thân mình phải có cái sự nỗ lực và có cái sự phát triển, có cái tư duy sáng tạo thật tốt thì mới khởi nghiệp được trong cái thời kỳ 4.0 này. Nhiều năm qua, gia đình ông Hướng tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo hướng nông nghiệp an toàn, chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Đây cũng chính là lý do để ông và một số nông dân trên địa bàn xã quyết định thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Minh Hòa Phát. Hợp tác xã ra đời vào năm 2017 đã trở thành nơi liên kết các hội viên, liên kết các mô hình để chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tiếp cận các nguồn vốn vay, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Các bạn trẻ đang có cái hướng khởi nghiệp từ nông nghiệp, nông dân nông thôn, thì cần phải có cái sự trải nghiệm và cần có cái sự tư duy sáng tạo, học hỏi thật tốt, thật vững. Không chỉ có vốn mà đã làm được, mà phải có tri thức. Mà nông dân hiện tại bây giờ thời kỳ đổi mới này thì phải có tri thức. Tri thức của người nông dân thì lớp trẻ phải cần có những hành trang đó. Thì tôi tin chắc rằng là lớp trẻ sẽ kế thừa cái sự nghiệp của chúng tôi, là những người đi trước, thì sẽ thành công hơn nữa, mà chắc chắn là sẽ mỹ mãn hơn và kết quả sẽ cao hơn nhiều. Với những thành tích vượt khó vươn lên,
năm 2020, ông Hướng được Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là một trong số 63 nông dân Việt Nam sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu. Mới đây vào tháng 9 năm 2022, ông Tống Văn Hướng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.